Bản tin thế giới 24 giờ của Đài Saigon Post xin kính chào quý vị khán giả. Bản tin ngày hôm nay, ngày 3 tháng 10 năm 2023 sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đảng cầm quyền Ba Lan tìm cách lôi kéo cử tri trước thềm bầu cử bằng cách chĩa mũi dùi vào Ukraine. Song chiến thuật này có thể lợi bất cập hại. Đảng luật pháp và công lý PIS cầm quyền của Ba Lan có cơ hội chiến thắng cao trong cuộc bầu cử vào ngày 15 tháng 10. Tuy nhiên, các lãnh đạo đảng lo lắng tỷ lệ cử tri đi bầu thấp sẽ khiến họ phải lập liên minh nắm quyền với đảng cực hữu liên minh tự do và độc lập. Để tránh kịch bản này, BIS đang nỗ lực thu hút cử tri đi bầu bằng cách đưa ra giọng điệu cứng rắn, chĩa mũi dùi về mọi phía, từ Đức, Liên minh châu Âu, phe đối lập cho tới nước láng giềng Ukraine, quốc gia mà họ đã hỗ trợ rất nhiều kể từ khi Nga tiến hành cuộc chiến xâm lược của họ Tuyên bố của Thủ tướng Mateusz Morawiecki ngày 21 tháng 9 rằng Ba Lan sẽ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine đã giống hồi chuông báo động đến các đồng minh phương Tây và cả Kyiv. Nhiều nước châu Âu đã phản ứng mạnh khiến Tổng thống Ba Lan sau đó tìm cách xoa dịu tình hình, nói rằng bình luận của ông Morawiecki bị hiểu sai và Warsaw chỉ muốn tăng cường khả năng phòng thủ trong nước trong cuộc họp của đảng BIS hôm 1 tháng 10, thủ tướng Morawiecki nói rằng tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nên quên rằng chính Ba Lan đã chào đón hàng triệu người Ukraine, chính người Ba Lan đã chấp nhận người Ukraine. Những tuyên bố như vậy được ông Morawiecki và một số quan chức cấp cao Ba Lan đưa ra sau chuỗi sự kiện căng thẳng giữa các nước láng giềng và đồng minh liên quan đến khủng hoảng Ukraine, đặc biệt là vấn đề nông sản giá rẻ của nước này giới quan sát cho rằng thay vì giải quyết căng thẳng theo hướng xây dựng pis đã chọn khai thác vấn đề với những tính toán chính trị nhằm đánh bóng hình ảnh của mình và cho cử tri thấy họ cứng rắn như thế nào trong điều hành đất nước theo giới quan sát nhận định ba lan và ukraine gần đây leo thang căng thẳng về vấn đề ngũ cốc tuyên bố tiếp tục duy trì biện pháp hạn chế với ngũ cốc ukraine động thái vấp phải phản ứng quyết liệt từ kiev ba lan viện dẫn lý do bảo vệ nông dân trong nước trước nguy cơ phải cạnh tranh với nông sản giá rẻ từ ukraine pis rất cần phiếu của cử tri vùng nông thôn cho cuộc bầu cử sắp tới để có được lá phiếu ủng hộ ở vùng nông thôn pis sẵn sàng trả giá cao về mặt chính trị để quay lưng với ukraine kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ phiếu bầu của nông dân và số phiếu mà phe cực hữu giành được với lập trường phản đối ukraine chuyên gia gobert nhận định một vấn đề khác mà pis phải giải quyết trước thềm cuộc bầu cử là nhập cư hồi đầu tháng này chính phủ ba lan thông báo sẽ chấm dứt các khoản trợ cấp cho người tị nạn ukraine người tị nạn ukraine tới ba lan hồi năm ngoái được tiếp cận ngay lập tức với thị trường việc làm ở nước này song sự hào phóng của vassava có vẻ như ngày càng suy giảm nhưng những tính toán chính trị trong chiến dịch tranh cử của đảng pis có thể gây tổn hại cho hình ảnh của ba lan về lâu dài nhà bình luận marek skwierzynski cảnh báo trên tạp chí politika PAS đang đùa giỡn với các vấn đề có tầm quan trọng chiến lược trong chiến dịch bầu cử. Họ cũng đang đùa giỡn với vấn đề đầy rủi ro là cơn phẫn nộ nhắm vào Ukraine, khiến Ba Lan giờ đây phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ dư luận toàn cầu. Tất cả chỉ vì đảng này muốn ghi đi điểm với những cử tri ủng hộ. Swierzynski cho hay, vị thế mà Ba Lan giành được trong một năm rưỡi qua nhờ nỗ lực hỗ trợ Ukraine không biết mệt mỏi, có thể sụp đổ nếu lập trường của nước này lung lay chỉ vì một cuộc bầu cử. Paul Hockenhus, nhà phân tích của Foreign Policy nhận định. Tổng thống Mexico López Obrador đã chỉ trích việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine một cách phi lý, cho rằng Washington cần dành nhiều nguồn lực hơn để giúp đỡ các nước Mỹ Latin Tổng thống López Obrador từ lâu đã kêu gọi Mỹ chi thêm nhiều tiền hơn để hỗ trợ phát triển kinh tế ở khu vực Trung Mỹ và Caribe nhằm giảm bớt áp lực di cư. Trong cuộc họp báo hàng ngày hôm 2 tháng 10, ông López Obrador đã chỉ trích Quốc hội Mỹ vì không cung cấp tiền cho khu vực, trước khi đề cập đến tranh cãi tại Mỹ về dự luật ngân sách tạm thời, trong đó viện trợ mới cho Ukraine không được đưa vào. Tôi chỉ đang xem tại sao bây giờ họ lại không đồng ý viện trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng họ đã chi bao nhiêu tiền cho cuộc chiến ở Ukraine rồi? 30 đến 50 tỷ Mỹ Kim cho cuộc chiến. Đó là chuyện phi lý nhất mà bạn có thể làm và là hành động gây tổn hại. Reuters dẫn lời Tổng thống Mexico. Vì vậy, họ thực sự phải sửa đổi chiến lược của mình và học cách tôn trọng. Đây không phải là lúc để họ phớt lờ chính quyền Mexico, ông Lopez Obrador nói. Đại sứ quán Ukraine ở Mexico từ chối bình luận. Bộ Ngoại giao Mỹ không lập tức đưa ra phản hồi. Ông Lopez Obrado, một nhà lãnh đạo cánh tả, đã duy trì lập trường trung lập trong cuộc chiến xâm lược của Nga vào Ukraine và chỉ trích viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Kyiv. Ông cũng đề xuất đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến sự hai tuần trước, nhà lãnh đạo đã lên tiếng bảo vệ sự hiện diện của một đơn vị quân đội Nga trong cuộc duyệt binh cuối tuần kỷ niệm ngày độc lập của Mexico sau những chỉ trích gây gắt rằng Mexico đã tạo điều kiện cho lực lượng của Moscow xuất hiện. Tuy nhiên, chính phủ của Lopez Obrador đã ủng hộ một số nghị quyết lớn của Liên Hiệp Quốc chỉ trích vai trò của Nga trong cuộc chiến. Công ty vận tải hàng không hàng đầu của Nga Aeroflot đã trải qua 3 vấn đề kỹ thuật trong một ngày, khiến hành khách không thể thực hiện các chuyến bay, theo The Moscow Times đưa tin. Máy bay Boeing 777 của công ty Nga Aeroflot không thể cất cánh từ Phuket đến Moscow do bộ phận hạ cánh bị hỏng. Dịch vụ báo chí của hãng hàng không đưa tin, chuyến bay Su-275 đã bị hủy. Tuy nhiên, hãng hàng không lại đổ lỗi cho nhân viên phục vụ mặt đất tại phi trường Thái Lan về sự việc này cho rằng họ đã làm hỏng bộ phận hạ cánh. Ngoài ra, 400 hành khách trên phi trường Nga đi Thổ Nhĩ Kỳ đã bị mắc kẹt ở Moscow. Họ đã cố gắng đưa hành khách đến Antalya hai lần. Chiếc máy bay đầu tiên ngay lập tức phải quay trở lại sân bay khởi hành do cháy động cơ. Chiếc máy bay thứ hai cũng bị hỏng, phải mất 1,5 giờ để sửa chữa nhưng vô ích. Hành khách không được phép ra khỏi cabin. Tuy nhiên cuối cùng, họ vẫn bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bị trễ 8 tiếng. Để đền bù, họ được tặng phiếu giảm giá trị giá 600 rúp, tương đương 6 Mỹ Kim. Theo công bố, trong 8 tháng năm nay, hơn 120 trường hợp như vậy đã được ghi nhận, trong khi trong 5 năm trước đó, trong cùng thời kỳ, trung bình chỉ có 55 trường hợp xảy ra. Vào mùa hè, có thông tin cho rằng các máy bay của Aeroflot sẽ bay với hệ thống phanh bị vô hiệu hóa do không thể khắc phục trục trặc vì không có các thành phần thay thế của nước ngoài. Một công ty Australia sản xuất và chuyển giao cho Ukraine hệ thống tiêu diệt máy bay không người lái Slinger. Điều này được người phát ngôn của Electro Optic System EOS, Matt John công bố, đài ABC đưa tin hệ thống này được lắp ráp tại một khu công nghiệp ở canberra và sẽ giúp ukraine phòng thủ tốt hơn trước các cuộc tấn công của máy bay không người lái nga pháo được gắn phía sau xe bán tải theo dõi mục tiêu và là một phần của hệ thống vũ khí bắn hạ máy bay không người lái của đối phương hệ thống slinger được thiết kế để chống lại uav với mức giá mà ukraine có thể mua được Vấn đề là các loại hệ thống mà Ukraine hiện đang sử dụng để chống máy bay không người lái quá đắt, để có thể tiêu diệt mục tiêu có trị giá 10.000 mỹ kim hoặc thậm chí 1.000 mỹ kim, ông Joe nói. Xin nhắc lại, EOS đã ký hai hợp đồng với Ukraine để cung cấp 110 hệ thống Slinger sẽ được trang bị cho xe bọc thép chở quân M113. Thêm 50 hệ thống khác sẽ được tích hợp vào xe bọc thép chở quân Busmaster. Slinger dựa trên pháo M230 FL30 ly và súng máy MAG 58 7,62 ly. Tổ hợp này có thể bắn từng phát một và cũng có chế độ bắn 100 hoặc 200 phát mỗi phút, sử dụng tầm nhìn nhiệt và tầm nhìn ban đêm. Như đã biết, trong tháng 9, quân đội Nga đã sử dụng số lượng kỷ lục 503 chiếc máy bay không người lái cảm tử Shahid-136-131 để tấn công lãnh thổ Ukraine. Thông tin chi tiết về trận chiến gần Urogeni, trong đó quân xâm lược Nga bị tổn thất nặng nề trong một cuộc tấn công bất thành đã được phía Ukraine tiết lộ, theo đó, vài ngày trước, quân xâm lược Nga đã cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine trong khu vực Taurit. Các vị trí của Ukraine đã được chọn để tấn công gần khu định cư Orozhani mới được giải phóng ở phía nam vùng Donetsk. Vào ngày 28 tháng 9, quân xâm lược cố gắng chiếm lại Urashani bằng bộ binh, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Tuy nhiên, cuộc tấn công của quân xâm lược đã thất bại hoàn toàn và nhóm thiết giáp bị đánh bại. Lữ đoàn Tổng thống riêng biệt cho biết họ gặp quân xâm lược cùng với tiểu đoàn 20, đại đội xung kích của lữ đoàn 710, được pháo binh của lữ đoàn cơ giới hóa 58 yểm trợ. Được biết, máy bay không người lái của Magyarburg Teams cũng đã tham gia hỗ trợ trận chiến này. Đội trinh sát trên không và những người lính của chúng tôi về máy bay không người lái FBV đã đốt cháy kế hoạch của họ theo đúng nghĩa đen. 6 xe tăng và 3 xe bọc thép chở quân đã bị vô hiệu hóa và khoảng 30 kẻ xâm lược bị tiêu diệt. Đại diện Lữ đoàn Tổng thống cho biết, đoạn video do Lữ đoàn Tổng thống công bố cho thấy một số xe tăng và xe chiến đấu bộ binh bị tấn công. Sau trận chiến máy bay không người lái phát hiện hai xe tăng T-80BV và T-72B3 bị phá hủy, một số xe chiến đấu bộ binh, một chiếc BRM-1K và bộ binh Nga trên chiến trường. Sau đó, người Nga còn cố gắng cứu một xe tăng T-80BV với sự hỗ trợ của xe bọc thép cứu hộ. Máy bay không người lái Ukraine đã chặn nó gần làng Staromilnivka, nằm gần Urozhany. Ukraine hôm thứ Hai đã phản ứng giận dữ trước một bài đăng trên mạng xã hội của tỷ phú Elon Musk chế nhạo việc Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây để chống lại quân xâm lược Nga. Merck đã cung cấp cho Ukraine các dịch vụ vệ tinh Stalin rất quan trọng đối với quân đội, nhưng một số người đã chỉ trích những tuyên bố của ông về cuộc chiến với Nga. Merck sở hữu nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây gọi là Twitter, nơi ông đã đăng một bức ảnh chế về Zelensky vào hôm thứ Hai trước đó. Chú thích có nội dung, khi đã 5 phút trôi qua mà bạn vẫn chưa yêu cầu viện trợ 1 tỷ đô la. Trợ lý Tổng thống Michael Podolyak trả lời trên X, bất kỳ sự im lặng hay mỉa mai nào đối với ukraine ngày nay đều là sự khuyến khích trực tiếp cho hoạt động tuyên truyền của nga nhằm biện minh cho bạo lực và tàn phá hàng loạt thật không may có những người nổi tiếng ở cách vùng chiến sự hàng nghìn km không thể nhận ra những vụ ném bom mỗi ngày hay tiếng khóc mất cha mẹ của trẻ em là thế nào Podolyak nói thêm, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cũng chỉ trích bài đăng này trong khi chế nhạo nỗ lực chinh phục không gian của Musk sau khi tàu vũ trụ SpaceX của ông nổ tung ngay sau khi phóng vào tháng 4. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant cho rằng những bài đăng của Musk về Tổng thống Zelensky là không mang lại ích lợi gì dù không chỉ trích ông ta. Ông ấy có thể đăng bất cứ thứ gì ông ấy thích lên X, Sharps nói thứ Ukraine thực sự cần là tình bạn bền vững, không phai nhạt theo thời gian. Ukraine cảm ơn Mert vì triển khai các vệ tinh Stalin và nó đã trở thành công cụ chiến trường quan trọng giúp binh lính liên lạc ở những khu vực có sóng viễn thông yếu. Nhưng Mert cũng thừa nhận, ông đã ngăn cản Kyiv tiêu diệt hạm đội hải quân Biển Đen ở Nga vào năm ngoái bằng cách từ chối truy cập Internet Stalin cho cuộc tấn công. Trước đó, ông cũng khiến Ukraina tức giận khi đề xuất Kyiv từ bỏ các yêu sách lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Hơn 1.000 người chết Bangladesh đối mặt dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trước nay. Số người chết vì sốt xuất huyết ở Bangladesh năm nay đã vượt mức 1.000, cao nhất kể từ khi căn bệnh do mũi gây ra lần đầu bùng phát thành dịch tại quốc gia này vào năm 2000. Tổng cục Dịch vụ Y tế Bangladesh hôm 1 tháng 10 công bố dữ liệu cho thấy 1.006 người đã tử vong trong số hơn 200.000 ca sốt xuất huyết được xác nhận ở đất nước Nam Á từ đầu năm 2023 đến nay, theo AFP. Cựu lãnh đạo cơ quan này cho hay, số người chết vì sốt xuất huyết trong năm nay ở Bangladesh cao hơn mọi năm trước cộng lại, tính từ năm 2000. Đây là một sự kiện y tế lớn cả ở Bangladesh và trên thế giới. Ông trả lời AFP hôm 2 tháng 10. Thống kê mới nhất cao hơn rất nhiều so với kỷ lục cũ được thiết lập vào năm 2022, khi Bangladesh chỉ ghi nhận 281 ca tử vong vì sốt xuất huyết trong cả năm. Trong các ca tử vong năm nay, 112 ca là trẻ em từ 15 tuổi trở xuống, bao gồm trẻ sơ sinh. Bangladesh đã ghi nhận các trường hợp sốt dengue từ những năm 1960, nhưng đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết thể nặng của bệnh có thể gây tử vong đầu tiên được ghi nhận vào năm 2000. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo sốt sức huyết và các bệnh khác do virus truyền qua mũi gây ra như chi khung sốt vàng da và sốt zika đang lây lan nhanh hơn và xa hơn do biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học cho rằng dịch sốt xuất huyết năm nay ở Bangladesh bùng phát do lượng mưa không nhiều và nhiệt độ cao hơn trong mùa mưa hàng năm đã tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho mũi. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thế giới 24 giờ được cập nhật hàng ngày trên kênh The Second Post. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Thảo Vi và ban biên tập xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.